Trong những video trước đó, chúng ta đã học cách tính xấp xỉ một hàm số tùy ý với một hàm số khả vi lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba và tất cả phần còn lại. Làm sao ta có thể tính xấp xỉ một hàm số trong khoảng x bằng 0 với một đa thức? Nếu chúng ta chỉ có một đa thức không bậc, tức là một hằng số, bạn có thể tính xấp xỉ với một đường thẳng ngang mà đi qua điểm đó. Không phải là một giá trị xấp xỉ tốt nếu bạn có một đa thức bậc nhất. Ít nhất bạn có hệ số góc ở điểm đó. Nếu bạn có một đa thức bậc 2, bạn có thể có được một cái gì đó làm hàm số dài hơn một chút. Nếu bạn có một đa thức bậc 3, thì có thể cái gì đó sẽ khiến hàm số thậm chí dài hơn một chút nữa. Nhưng chung quy lại, đều là tập trung vào tính xấp xỉ hàm số trong khoảng x bằng 0. Và đó là lý do vì sao chúng ta gọi đó là chuỗi Maclaurin hoặc chuỗi Taylor tại x bằng 0. Điều mình muốn làm là mở rộng nó ra một chút, khái quát hóa một chút và tập trung vào khai triển chuỗi Taylor với bất kỳ giá trị x nào. Vậy cho là chúng ta muốn tính xấp xỉ hàm số này khi x. Vậy đây là trục x của chúng ta khi x bằng c. Và chúng ta có thể làm điều tương tự. Ta có thể nói như này, giá trị xấp xỉ đầu tiên của chúng ta là đa thức tại c sẽ đa thức tại c sẽ bằng với hay trên thực tế để mình làm nó tốt hơn, đa thức của chúng ta có thể chỉ là một hằng số. Ít nhất nó bằng với một hàm số bất kỳ khi nào hàm số bằng c, vì nó sẽ bằng với fc. Fc là một hằng số. Nếu đó là giá trị ngay ở đây, chúng ta đang giả sử c là được cho trước và sau đó bạn sẽ có đó là một đường nằm ngang đi qua fc. Đó là px bằng với fc. Chưa phải là một ước lượng tốt. Nhưng chúng ta có thể thử điều kiện này và đạo hàm này có trùng khớp không? Điều kiện này cho chúng ta biết là ít nhất PC, giá trị xấp xỉ tại C, đa thức của chúng ta tại C, ít nhất sẽ bằng với FC đúng không bạn? Nếu đặt C ở trên này, phía bên phải sẽ không thay đổi bởi kết quả sẽ là một hằng số. Bây giờ hãy đi thêm một bước nữa trong điều kiện. Nếu chúng ta muốn một trường hợp đúng, và chúng ta muốn đạo hàm của đa thức bằng với đạo hàm của hàm số khi một trong hai tại C. Trong trường hợp này, nếu chúng ta tạo một đa thức riêng và bạn sẽ thấy một điều hoàn toàn tương tự với những gì chúng ta làm trong video trước. Chúng ta chỉ đang rời xa một xíu với thực tế là chúng ta đang không tại điểm 0. Vậy bây giờ hãy đặt px bằng với fc cộng với f'c với bất kỳ hệ số góc nào ở điểm này của hàm số, bất kỳ hệ số góc nào nhân với, và bạn thấy một thứ khác hơn một chút ở đây, x trừ đi c. Bây giờ hãy nghĩ về những gì trừ c đang làm. Trước hết hãy kiểm tra rằng chúng ta không làm đúng điều kiện trước đó. Mình cùng tính cái này tại điểm c nha. Ở đây chúng ta biết rằng PC mình đang sử dụng ví dụ y hệt như thế này. Nên PC để mình dùng một mẫu mới để mình thử nó xem. P đây không phải mẫu mới rồi. PC sẽ bằng với FC cộng với F'C nhân với C trừ C. Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy x, bạn đặt C vào đó C trừ C. Vậy số hạng ngay ở đây sẽ bằng 0 và cả số hạng này bằng 0. Và bạn sẽ còn lại PC bằng với FC. Bạn chỉ còn lại điều kiện đó ở ngay đây. Và lý do duy nhất chúng ta có thể loại bỏ số hạng thứ hai ở đây bởi vì ta có bên trên F'C nhân với x trừ c. X trừ c khiến tất cả các số hạng sau đó không phù hợp. Chúng ta có thể xác minh là điều này không đúng. Vậy hãy thử P'X. P'X sẽ bằng với đạo hàm của cái này là 0, bởi đó sẽ là một hằng số cộng với đạo hàm của cái này ở ngay đây. Và kết quả sẽ là gì? Nó sẽ bằng với, bạn có thể khai triển nó ra thành f'c nhân với x trừ đi f'c nhân c, có kết quả là một hằng số. Vậy nếu bạn lấy đạo hàm của cái này ở đây, bạn sẽ còn lại với f'c. Vậy đạo hàm của đa thức của chúng ta là hằng số. Nên rõ ràng là nếu bạn tính cái này tại C, P phẩy C
bạn sẽ có được f'c. Một lần nữa, cái này thỏa mãn với điều kiện thứ hai. Và bây giờ bạn có cả hai số hạng rồi, có thể giá trị xấp xỉ của chúng ta sẽ nhìn như thế này. Vậy ít nhất là nó sẽ có một hệ số góc như là f'x. Chúng ta đang tính xấp xỉ tốt hơn một chút rồi. Và nếu chúng ta tiếp tục làm việc này và sử dụng ví dụ y hệt logic mà chúng ta đã dùng trước đó trong khoảng không, khi khai triển chuỗi Macaulay, bạn có một chuỗi Taylor khai triển để ước lượng fx trong khoảng C là một đa thức. Vậy đa thức Px sẽ bằng với, mình sẽ khai triển nó ra khá giống với những gì chúng ta đã thấy trước đó, fc cộng với f'c nhân với x trừ đi c. Bạn có thể đoán những số hạng tiếp theo sẽ là gì khi dùng logic y hệt như vậy trong video về chuỗi Macaulay, và mình sẽ thêm nó sẽ trở thêm phức tạp một xíu khi lấy đạo hàm bậc 2 và bậc 3 và mọi thứ còn lại, bởi vì bạn sẽ phải khai triển những nghị thức này ra, và ở đây mình cũng làm y hệt như vậy. Khi bạn cộng thêm số hạng bậc 2 thứ hai, f2'c chia cho 2 giai thừa. Và đây là những gì mình thấy trong chuỗi Macaulay khai triển. Và để làm rõ ràng, bạn có thể nói rằng có một giai thừa ở đây. Mình sẽ không viết vào đây bởi kết quả sẽ không bị ảnh hưởng gì. Ta có cái đó nhân với x trừ c bình phương cộng với đạo hàm bậc 3 của hàm số tại c chia cho 3 giai thừa, rồi nhân với x trừ c mũ 3. Mình nghĩ bạn đã có được cái nhìn chung. Nếu bạn tiếp tục thêm càng nhiều số hạng như thế này, không may mắn là nó trở nên khó hơn một chút, đặc biệt là khi bạn sẵn sàng thực hiện. Điều đó không tệ lắm, nhưng thay vì có x ở đây, và thay vì có một x bình phương ở đây, và ta có x trừ c bình phương và x trừ c mũ 3, phép phân tích sẽ khó hơn một chút. Nhưng điều này sẽ ước lượng hàm số của bạn tốt hơn khi bạn thêm càng nhiều số hạng hoặc trên một giá trị bất kỳ, thay vì chỉ trong khoảng x bằng 0, và mình sẽ chỉ cho bạn cách dùng Wolfram Alpha ở video tiếp theo.